Nó nói bậy, dính vào cái tưởng trong não luôn, dính cái tưởng vào não nó, chứ còn nhắm ông thần tài ông đều có ông đi nè. Dạ. Mà con tin nó nói chuyện được ông thần tài ông địa. Hồi xưa nay con nghe chỉ có một đứa này nói chuyện được chứ ông thần tài ông địa con nghe ai nói nữa không? Dạ. Có không? Dạ. Không có phải không? Dạ. Không có thì chuyện này là không có. Bởi vì chưa ai dám khẳng định là cái đó có hay làm không. Làm sao mà có? Vâng. Phúc kính chào cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với video tiếp theo của Phúc. Thì hôm nay Phúc đến nhà của một thiền sư tu tại gia, mà ngộ ở đây là một nhà sư tu thiền ở trong một cái nghĩa địa. Thì hôm nay Phúc đến gặp nhà sư để mà giải trình rõ ràng hơn câu chuyện của một bé Tường Lam 4 tuổi. Thì câu chuyện của bé Tường Lam 4 tuổi lúc này xôn xao trên mạng cộng đồng, cũng như là khá là nổi tiếng trên mạng cộng đồng. Thì Tường Lam mới 4 tuổi mà thông hiểu về Phật Pháp rất là nổi tiếng trên mạng cộng đồng. Thì hôm nay Phúc đến nhà sư Thích Chí Trung để mà nghe thầy giải thích về câu chuyện của bé 4 tuổi này như thế nào. Câu chuyện của bé 4 tuổi này ra sao? Thì em sẽ mời cô chú chị và các bạn cùng đón xem cái video clip này nhé. Mời cô chú chị và các bạn. Thì cái điều đặc biệt ở đây là nhà sư này tu trong một cái nghĩa địa, nơi của sư tu là một cái nghĩa địa rất là nhiều mã của chúng chị. Đây xung quanh chúng ta rất là nhiều mã nha. Thì ở bên trong đó là sư tu ở trong đó. Xung quanh đây sư cũng trang trí cũng như là những cái hoa màu, bông hoa, dây leo cho nó mát đó cô chú anh chị. Thì đây là lối vô. Thì hôm nay Phúc sẽ mời quý vị và các bạn đến nhà sư, gặp sư để mà giải trình bé Tường Lam 4 tuổi. Câu chuyện của bé rất là nổi tiếng trên mạng cộng đồng. Không gài thì câu chuyện của bé có thật hay không, thì Phúc sẽ mời cô chú anh chị và các bạn cùng đón xem cái video clip này nhé. Mời cô chú anh chị và các bạn. Dạ con chào sư phụ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay con đến đây có một cái câu chuyện rất là ly kỳ trên mạng cộng đồng không gài. Là cái câu chuyện mà bé tên là bé Tường Lam 4 tuổi. Thì bỗng nhiên trên mạng cộng đồng dậy sóng hôm nay là bé Tường Lam 4 tuổi nhưng mà thông hiểu về kinh Phật Pháp, kinh này nọ của sư phụ. Thì theo mà như sư phụ là một người nhà sư tu thiền, thì sư phụ nghĩ rằng bé này có cái căn hay là bé thông minh hay là cái gì đó. Thì hôm nay con sẽ nhờ sư phụ giải thích về cái câu chuyện này nhé sư phụ. Dạ con mời sư phụ. Mô Phật. Để trả lời câu hỏi của con á. Dạ. Về vấn đề em bé gái. Dạ. 5 tuổi. 5, 6 tuổi, 4 tuổi. 4 tuổi sao? Ừ. Ở trên clip thì nói là 4 tuổi. Dạ. Nhưng mà cái thực sự đó em là 5 tuổi 4, 10 tháng nữa. Dạ. Có những cái tài liệu chính xác. Dạ. Gửi cho thầy đó. Dạ. Để thầy nắm cho rõ. Yeah. Khi mà mình nói lên đó con, cái lời nói của mình tương đối chính xác. Yeah. Đó, để mà trước công luận chúng ta dễ dàng phân tích để hiểu đúng sai. Với sư phụ, em Trường Lam này đó, yeah, là một em bé thông minh, sáng suốt, gương mặt ngộ nghĩnh, tánh tình rất là khôn ngoan. Yeah. Lời nói ngọt ngào đó, và đặc biệt em thuộc những bài chú tương đối khó, như là chú Đại Bi. Bởi vì đạo Phật chúng ta cái căn bản đó là cái chú Đại Bi. Yeah. Đó là thành thử ra các Phật tử chúng ta bước vào mà thọ tam quy ngũ giới đó. Yeah. Thì chúng ta
bắt đầu chúng ta học tụng những cái bài kinh nhược tụng, mà ở trong đó đó tất cả những cái buổi lễ nghi của Phật giáo đều mở màn bằng chú Đại Bi đó. Thành thử ra chúng ta nói sâu về chú Đại Bi chút để cho các Phật tử nhìn thấy rõ ràng được là cái hay cái dở của em bé này, mà khi mà sư khen là em thuộc chú Đại Bi là giỏi ra chỗ đó đó. Các Phật tử chúng ta nè, khi chúng ta thọ tam quy ngũ giới thì bắt đầu chúng ta có tập đi chùa rồi, tập nghe các thầy tụng kinh, theo các thầy tụng kinh. Đầu tiên vô là chúng ta phải thuộc cái chú Đại Bi. Chú Đại Bi mở màn cho tất cả những buổi kinh, những buổi tụng, đại đa số là vậy đó con. Dạ. Đó, thành thử ra em này mới có 4 năm tuổi, 5 6 tuổi nè mà thuộc rành chú Đại Bi. Thì như thế là các thầy khen mới sao. Cái chú này bằng tiếng Phạn tương đối dài và khó đấy, mà em nhỏ 5-6 tuổi học thuộc lòng như vậy thì rõ ràng là em có cái trí não tốt nè, tuyệt vời. Tức là một em bé thông minh nè, và cộng nhau cái là gương mặt em ngọt ngào nhẹ nhàng nè, gương mặt tròn trịa ngọt ngào, nói chuyện có duyên, và những cái cử chỉ của em đó rất là dễ thương. Một đứa con nít mà, đứa con nít 4-5 tuổi, 5-6 tuổi mà cái ngây thơ của nó như thế tốt lắm. Còn bé Tường Lam này thường là nằm trong cái dạng mà những người đứa bé thông minh, mà thông minh trước tuổi hay đúng không thầy? Đó đó con, đây nè, chưa nói con nghe. Cái dạng thông minh này đó không phải gia đình nào cũng có. Thầy nói nè, thầy chỉ rõ các con dòm thấy nè. Có rất nhiều em bé thông minh như vậy. Đại đa số các em được sinh trưởng ra từ trong gia đình thuần túy Phật giáo. Ngay từ lúc nhỏ, các em đã thấy cha mẹ ăn chay rồi. Cha mẹ tụng kinh rồi, cha mẹ nói những cái lời Phật rồi. Nó thành tự ra các cái chủng tử đó, nó phát sinh, nó nảy sinh ra từ trong những cái gia đình có truyền thống tu rất rõ ràng. Thầy thấy cái đó mà. Cũng như thầy nói đó con, có một đứa bé cũng nhỏ xíu à. Cũng có 3-4 tuổi vậy đó, vừa lớn là mà con đưa đồ mặn là nhất định nó không ăn mà. Thì bé Tường Lam này nghe mẹ kể lại là từ nhỏ là bé không có chịu ăn mặn, khi ăn mặn là bé ăn không được. Cái thứ nhất, thứ hai là khoảng thời gian mà bé là nghe được mà ông thần tài, ông địa nói chuyện đó, cái câu chuyện đó có không sư phụ? Cái em này đó nói về cái thông minh đỉnh ngộ, nói về cái tuyệt vời của cái trí khôn em bé gái thì thầy công nhận. Thầy công nhận em này tốt, này kia khôn rồi, thuộc dài 3 bài kinh như thế trong cái phạm vi đứa nhỏ thì chúng ta khen tặng ở trong cái dạng thông minh. Ngộ nghĩnh này kia, nói chuyện vui vẻ này kia tốt. Thế thôi, chứ còn mà em này làm sao mà nói chuyện được với ông thần tài? Ông thần tài là ông nào? Ông thần tài, ông thổ địa là cái ông nào đó mà em này nói chuyện được hả? Ông thần tài với ông thổ địa là một cái ông thánh trụ tượng. Một cái ông thánh trụ tượng để chúng ta tôn thờ và để mà theo cuộc sống bình yên. Chứ không có thiệt. Bởi vì khi mà con nghe qua cái clip mà ông thần em nói chuyện được với, nghe được tiếng ông thần tài và ông địa thì cái đó con rất là hoang mang đó, đó sư phụ. Đó, cái chỗ đó đó chúng ta phải nghiên cứu vô. Em này thông minh đỉnh cổ thầy công nhận, nhưng đừng chuyển em này vào cái thần thánh mê tín nha. Tại sao một đứa bé nhỏ như vậy không có đủ cái trí não để mà chuyển động qua cái nhóm đó đâu? Tại sao thầy nói rằng cái nhóm đó là nhóm sâu dốc, cái nhóm xạo, cái nhóm không có ở trong thần quyền
nói cái hình tượng đó để thờ phượng, chúng ta tin tưởng để chúng ta làm hiền làm tự thầy chị chịu. Dạ. Trong nhà gia đình của thầy cũng có ông thầy tạo để vậy. Dạ. Nhưng mà chúng ta thờ phượng bằng cái là dân gian. Dạ. Cái tín ngưỡng dân gian. Dạ. Chứ nhắm có không? Chúng ta thờ đó mỗi ngày cho ăn cho uống đó, ở cũng ông thầy tạo để nhang mà có hay không? Dạ. Phải không? Dạ. Hay là chúng ta tự tạo cho mình một cái tưởng để chúng ta sống trong cái tưởng, tự an ủi mình bằng cái tưởng hư. Nếu mà tự tạo cho một cái tưởng, cái tưởng để an ủi mình mà thôi. Mà con ở đây là con mâu thuẫn ở đây là bé nhỏ xíu tuổi, tại sao mà bé biết suy nghĩ ra cái tự tạo cái đó này? Là do người lớn truyền cái tưởng của họ vào não em mà thôi. Yeah. Con đã nhớ hả, những em bé mà thông minh như vậy đó, cái não nó rất là tuyệt vời. Yeah. Con chỉ cần nói vô cái điểm nào đó, nói đến cái điểm nào đó mà nó nắm được một cái là nó phát triển trí não của nó bung ra sự việc ngay. À, sư phụ cho con hỏi, cũng như là cái bé Tường Lam 4 tuổi mà khi mẹ vẫn đi mà ngoài đường á, như là đi chợ gì mà đi ngang đám tang, là mà bé nói lên là bé thấy có cái những cái vong hồn luôn, là sao sư phụ? Cái đó câu chuyện đó là có thiệt không sư phụ? Cái đó thì phải xét lại nha. Một đứa con nít mà nói khơi khơi cái kiểu đó đó thì chúng ta phải thấy là rõ ràng là chính người lớn đã bơm vô não em bé cái vấn đề đó đó. Tại sao nè? Người lớn chuyển vô não em bé những cái điều quái dị thần thánh không à, chuyển vô não em bé những cái điều mê tín ma quái không à, đó thành thử ra nó dòm ra bắt đầu nó thấy theo cái tưởng của quý vị đó, coi chừng đó, chính chúng ta hại em nhỏ đó là do từ mình mớm lời vào não em, hiểu không? Yeah. Sẽ nhớ liền nó lọt vô tưởng luôn, tức là các con gầy tưởng cho não nó rồi dính, nó nói bậy dính vào cái tưởng trong não luôn, dính cái tưởng vào não nó, chứ còn nhắm ông thần tài ông địa có ông đi nè. Yeah. Mà con tin nó nói chuyện được ông thần tài ông địa. Hồi xưa nay con nghe chỉ có một đứa này nói chuyện được chứ ông thần tài ông địa có nghe ai nói nữa không? Yeah. Có không? Yeah. Không có phải không? Yeah. Không có thì chuyện này là không có. Bởi vì chưa ai dám khẳng định là cái đó có hay làm không. Làm sao mà có? Làm sao mà có? Sư đây nè, sư nè. Dạ. Dạ, sư đã trải qua thiền, tọa thiền rồi đó. Thì con bây giờ sư hôm nay cũng thắc mắc. Sư hiểu được rõ ràng cái lý đó là cái lý đạo để giải đời. Dạ. Cái lý đạo để giải đời. Chứ làm gì mà trong cái thời điểm này mà có cái thần thánh quá con. Dạ. Làm gì mà có tiên nhân hạ phàm. Dạ. Làm gì có mà cái vong linh xuất hiện. Ở đâu có. Nếu có cái đó thì em bé này đúng là nhập thánh thiện. Còn không có mấy trường hợp đó thì chính người lớn chúng ta. Dạ. Đưa cái tưởng vào não em bé này, coi chừng chúng ta tham lam, chúng ta làm hư em bé đó. Dạ. Dạ đúng rồi sư phụ. Em này nó không có cái khôn ngoan để mà chuyển động nói chuyện theo người lớn mà âm bên âm hồn đâu. Có quả nó nói tẹt tẹt cái hai cái rồi chúng ta tán vô thôi. Phải không? Bởi vì bây giờ câu chuyện là bé thích ăn chay. Bé thích kinh Phật. Cái đó tốt. Là tốt. Đúng. Còn sao mà cha mẹ nói là đưa vô cho bé là hiểu lời một câu chuyện là nói về biết hiểu nghe thần tài nói chuyện, hiểu được tiếng thần tài. Cái đó là hướng về phía bên cũng như là tâm linh nè sư phụ, đúng không sư phụ? Tâm linh mà mê tín nữa, chứ không phải tâm linh bình thường. Dạ. Cái đó là mê tín nha. Con chuyển động qua đó là mê tín. Mà em bé này, nếu chúng ta chuyển qua mê tín là chúng ta làm hại tương lai cho em đó. Nào. Yeah. Em này chúng ta phải bồi dưỡng đúng cách, đúng hướng, khoa học đàng hoàng. Một tài năng, một trí tuệ tuyệt vời. Thì chúng ta bồi dưỡng bằng hướng đó mà thôi. Yeah. Đừng chuyển em này vào thần thánh quá. Đừng chuyển em này vào mê tín. Đừng chuyển em này vào tâm linh. Yeah. Bởi sao? Quý vị chuyển em này cho em này đâu có vô. Cái tưởng của chúng ta nói thần thánh chứ nó có nói thần thánh không? Yeah. Và nó có nói chăng nữa là do từ quý vị mớm lời, mớm ý mà thôi.
Những em bé vậy rất là thông minh. Nó nắm được cái ý quý vị là trong não nó bung công chuyện lên dữ lắm. Tôi nói cho quý vị biết, mà nếu chúng ta mà lầm lẫn bởi cái tham, bởi cái sân si nào đó của mình mà mình không hiểu rõ, mình muốn lợi dụng cái hay của em này còn gì nữa, phải không? Chúng ta lợi dụng em bé này mà chúng ta làm hư nó, coi chừng. Để cho cái trí não IQ của từ bé nhỏ nó tự phát triển lên, nó là nó em là bé đó đẹp để hơn. Tự nó phát sinh, tự nó phát sinh tốt thì không nói, còn cái này chúng ta ép nó vào, chúng ta muốn cho nó thần thánh, chú muốn cho nó thể hiện cái thần thông, muốn thể hiện một cái gì đó mà gọi là quyền bí, để chi? Để quý ông cầu queo cũng không có gì lạ chứ. Để quý ông cầu cần cái tiền yểm trợ của Mạnh Thường Quân thế thôi. Không có nên. Em này thông minh đỉnh hạ, người ta thấy thương tự người ta giúp, tự người ta cho. Không cần phải xin, người ta cũng cho nữa. Con thấy đó, khi mà sư phụ nói lại nè, chính bản thân sư phụ nè, chính con thấy đó. Có những bà tử tới với sư phụ, con thấy từ xa thấy không? Họ tới sư phụ, gặp sư phụ hỏi đó, con có mong cầu gì không? Không có. Con gặp sư phụ để thỏa lòng mong ước mà thôi. Con thấy rõ ràng trước mắt con đó. Rồi gặp lại sư phụ cúng dường rồi về. Con thấy không? Đó là người ta ngưỡng mộ mình, ta thương mình. Em bé này cũng vậy, chúng ta nên để ở nằm ở dạng đó. Tức là một em bé thông minh, được nhiều người thương ngưỡng mộ, người ta tới người ta thăm em. Con ơi giỏi quá con. Trời ơi, nhỏ bé lớn mà thuộc kinh thuộc kệ tốt quá. Đây sư gửi cho con 2 triệu vô tài khoản của con, để giữ đó làm cái tiền cho con ăn học cho tới thành tài. Vậy đó mới đúng. Chứ còn đừng có lợi với con ta nói trời ơi ông thần ông thánh ông này ông kia nói chuyện tao bay tao ba đó, chúng ta gieo cái tưởng vào não em bé tội nghiệp nó và nó không tăng tiến được. Mà nó sẽ chết ngay từ lúc đó. Tại sao? Nếu chúng ta chuyển những cái tư tưởng không tốt vào não em là cái thông minh của em bị mất à. Coi chừng nha, sư nói ha, các con để ý nha, trong giai đoạn này ha, coi chừng em nhỏ này không còn thông minh nữa bây giờ. Nó bị lẫn quẩn vào cái óc não. Nó bị do người lớn phá não nó rồi. Con hiểu không? Hồi trước nó không có tính nó không Phật ông trời. Nó tính nó là người thường học rồi. Bây giờ trong đầu nó ông Phật ông trời rồi là coi chừng á. Coi chừng á. Nó sẽ nói ra những cái tiếng trên trời dưới đất đó, là lúc đó là tự nó bước vào cái bế tắc. Tại sao? Nói mà có thì người ta tin, còn nói bằng cái miệng không thì từ từ người ta biết nói dốc nói lão rồi, cơ có bao nhiêu đó thôi mà nói hoài không ai xài đúng không? Đúng không? Nó vậy đó. Còn mà khi nói mà được đâu. Khi mấy anh quay hình mà kêu bé đọc những cái bài kinh này, kinh kia, kinh nọ, thì theo sư phụ một đứa bé 4 tuổi mà thuộc hết tất cả những bài kinh, trường hợp như là bài kinh Tây Tạng, bài kinh Ấn Độ nữa là... Không có thuộc hết, cái đó còn nói cho nó tài trận liền. Nó thuộc mấy bài? Linh lên mấy bài đâu? Một bài chú Đại Bi. Dư một bài trong thập chú. Đó vậy thôi, với 1-2 cái bài nguyện. Bao nhiêu đó chứ không có nhiều nữa. Con nên nhớ vậy đó. Bởi vậy em nhỏ này đó, nếu chúng ta làm rối não nó không học được đó, chúng ta để nó bình thường nó còn học thêm được nữa, hiểu không? Trời ơi kinh Phật nhiều lắm chứ đâu phải mấy bài đó không. Thập chú biết hết chưa, thuộc hết chưa? Cái thập chú á mới biết có 1-2 bài trong thập chú ha. Rồi bất quá thêm được một cái bài chú đại bi, người ta khen cô này là khen cái bài chú đại bi đó. Tại nó dài. Này kia cái đó mà con nít mà nó thuộc vậy là giỏi, ai cũng khen, nhưng em này chỉ giỏi bằng cái thông minh thông tuệ mà thôi, chứ không phải em này là thần thánh. Nhớ cái điều đó. Em này là một nhân tài. Một đứa bé thông tuệ, giỏi học nhớ học hiểu, thành ra bằng tuổi đó mới thuộc kinh thuộc kệ vậy mà dài ba bài à. Chứ đừng có nói mà quơ đũa cả năm thuộc hết kinh kệ, cái chuyện đó nói tầm bậy, sư không có chịu cái chuyện đó.
chuyện nhỏ mà tán lên để chi? Để phong xong em này thần 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 thánh à? Dạ, đẩy cái hướng em bé nhỏ này qua cái hướng tâm linh luôn. Quá đó, xa rồi. Mà một đứa nhỏ vậy mà chúng ta phong xong đến mức độ quá tuyệt vời. Dạ. Đến mức độ mà không thể tưởng tượng nổi nữa, thì em nhỏ này làm sao nó thích ứng nổi? Dạ. Làm sao nó thích ứng nổi cái ý của quý vị, đúng không? Dạ. Đúng không? Dạ. Quý vị muốn đưa nó lên hả? Đưa lên chùa cao, chùa ngon, chùa sáng, đừng chúng ta nhờ cậy. Dạ. Nhưng em nhỏ này có đủ trình độ để mà nó theo cái lực của mình không? Phải không con? Dạ. Rồi, kết lại, chúng ta kết lại vấn đề. Em bé này thông minh, rõ ràng, thầy công nhận. Tất cả các thầy, các huynh đệ đều có những cái đó. Và nếu mà nói em này là thần thánh thì đừng nên. Vậy thôi. Dạ. Tại vì cái xu hướng này đang chuyển em nhỏ này vào thần thánh quá nè. Cái xu hướng này đang chuyển em này vào một nhân vật gần lên như là quyền bí thần thoại nè. Không nên. Đi có thể là lệch cái hướng để cho mà cái não của em bé bị gối luôn á sư phụ. Hư luôn á. Hư luôn. Lẫn cận á, nó ngu luôn á. Hồi trước con tao nó thông minh bao nhiêu là các ông mà rối vô cái là có ngu bao nhiêu luôn. Dạ. Làm sao mà ra thông minh nổi nữa, nó cuốn vô cái tưởng của các ông á, chứ rồi làm sao mà bắt ra này ra. Dạ. Hồi xưa nó không bị cái tưởng các ông nằm trong đầu ha. Dạ. Nó trong sạch, nó trong sáng cũng như tờ giấy trắng vậy đó. Nó học đâu nó thuộc đó ha. Nó dạ. Nói đâu ngọt ngào đó. Rồi cái mấy ông nói nó thần nó thánh, riết nó tưởng nó thần nó thánh. Dạ. Hết học luôn, hết học luôn. Dạ. Bỏ học luôn, nó nghĩ nó thần thánh không rồi. Quý vị báo hại con ta. Yeah. Thì đó trước kia thì con cũng khá biết là khá là nhiều cái nhân vật mà tưởng về cái bên tâm linh, cũng như là ở Trà Vinh thì có Thạch Thị Quen, rồi ở trên núi thì có cô Tiên Tri. Đó. Đó thì những cái cô đó đã trải qua những một cái thời kỳ mà quan tưởng rồi đúng không cô? Thì con ha, nè sư nhắc lại nè nha. Dạ. Thì em bé này nó cũng đang nằm trong giờ nó đang lên. Dạ. Nó đang hượt lên bởi cái định đạt, bởi cái thông minh, bởi cái giỏi giang của nó. Thì chúng ta nên để em ở mức độ đó nha. Dạ. Thì nó còn giữ được. Còn nếu nó đang lên mà chúng ta chuyển nó qua thần thánh, nó nhắm nó thể hiện được thần thánh không? Dạ. Nó thể hiện được thần thánh nó mới nắm được đó. Còn nó không thể hiện được, nó tuột à. Nó tuột xuống là nó chết luôn, nó mất tiêu, hiểu không? Dạ. Hiểu ý thì nói không? Dạ. Con thấy nhiều con ven. Dạ. Con lúc cũng lên vậy. Dạ. Do chìm luôn thì nó cũng tầm thường rồi, nó có gì đâu, phải không ai nói cái nữa. Bây giờ nó nói ai tin nữa không? Dạ. Mà hồi đó nó nói người ta tin. Dạ. Thấy chưa? Dạ. Rồi, lại có bây giờ hiện hữu bây giờ nè. Dạ. Ở Mỹ Thất Sơn, ở Châu Đốc, ở An Giang mình cũng có vài ba đứa nhỏ nó cũng thuộc rồi. Nó dạ. cũng thuộc Đại Bi, nó cũng thuộc Thập Chú rồi. Dạ. Nó cũng động ron rót như con nhỏ kia vậy. Dạ. Nhưng không có ai gặp nó, không ai khám phá ra nó, vậy dạ. thôi. Còn em bé này được người gặp gỡ khám phá và em được nổi lên. Dạ. Vậy thôi à. Một em bé thông minh thuộc vài ba bài kinh khó trong Phật giáo. Dạ. Được phong xong, được khen tặng, được rồi. Dạ. Còn đưa nhỏ này vô thành thần thánh, nói chuyện được với ma quỷ rồi, thấy chưa? Dạ. Nói chuyện được thần tài thổ địa rồi, thấy dạ. chưa? Dạ. Chính người lớn nói bậy. Dạ đúng rồi sư phụ. Người lớn nói bậy. Con cũng không có tin cái lời mà nghe nói là nói nghe được cái tiếng của thần tài ông địa. Con cũng không bao giờ tin. Ai tin cái gì mà tin? Cái đó là người lớn nói bậy. Để phong xong em bé này, để muốn rằng họ nhờ em bé này mà họ có cái lời nào đó. Dạ. Ôi, dứt đi con. Đây, dạ, đây, họ muốn đi cái hướng gì quá. Theo mà họ đang suy nghĩ ra đó. Ừ. Mà lợi dụng cái em bé thông minh lợi dụng. Mà để mà đi. Để họ làm ăn. Dạ. Chứ em này không có được lợi gì hết trơn á. Dạ. Khổ cho em thêm nữa. Hành em á. Ừ. Bây giờ đưa lên cộng đồng thì cộng đồng thấy hết rồi. Đã, thì bây giờ bắt nè, đầu á. Nói con nghe. Ban đầu là thật sự là công nhận bé thông minh, bé giỏi, bé hiểu trước cái tuổi giỏi. Đó, bây giờ cái người ở phía sau đẩy bé đi giết thì thành ra là hư rồi. Dạ. Thông minh bây giờ thành bá láp rồi. Dạ. Bây giờ thành ma quỷ rồi, thấy chưa? Dạ. Thành bây giờ thành nói dốc rồi, thấy chưa? Dạ. Nói tâm linh rồi, thấy chưa? Dạ. Người ta hết thương rồi. Nói về cái thông minh này tốt người ta thương. Chuyển qua vấn đề nói bậy nói bạ tâm linh người ta ghét.
ghét liền. Là tại sao có một số người ta không có chịu tâm linh là người ta không ưa, người ta ghét. Còn cái chuyện kia chịu tâm linh không chịu tâm linh gì, một đứa con nít đỉnh ngộ thông minh ai cũng thương, đúng không? Nó nằm chỗ đó đó, mà chuyển qua tâm linh là coi chừng bị cái người thương đó người ta buông ra. Mày làm tầm bậy thôi, thấy không? Mày khôn ngoan thì anh chị cô bác thương con. Con khôn ngoan con bước lên được người ta thương, con nói bậy rồi. Con nói con thần thánh quá, con dòm con thấy này thấy kia hết, ông lão nội mày. Tao tu rồi đó, giờ bao nhiêu năm tao không thấy mày, mà con đứa nhỏ bây lớn mày thấy mày. Mày giỏi rồi vậy. Cái căn cơ gì kỳ vậy? Đừng có nói cái căn cơ trong đó. Đừng có nói con nhỏ này nó có cái nghe cái tiền căn tiền kiếp là tu hành để kia, bây giờ nó qua kiếp này nó chợt tỉnh. Cái loại căn cơ đó không có, nó dốc, nó bậy. Chưa có công nhận điều đó. Đứa con nít không có điều nghĩa. Các con nghe, đứa này nó nói ra bằng những cái lời mớm của người lớn không à. Không có cái nào nó tự nói chứ. Chính cái chú đó, con biết chú chừng nào chết không sao đâu. Con nít nhỏ chiêu vậy mà bộ nó thần thánh vì sao, chúng ta đặt câu hỏi thần thánh. Mà đoán luôn á sư phụ. Đúng không? Đặt câu hỏi là đặt sai rồi. Một em này thông minh, chúng ta hỏi trong cái lý thông minh, chứ không hỏi trong cái lý quyền bí. Hỏi cái tuổi tác chừng nào chết là hỏi thuộc về loại trời Phật trả lời là đúng không? Đặt câu hỏi là đặt sai. Em bé trả lời, con thấy trên trán chú có cái bông sen, có cái số chữ đó nữa là ông bao nhiêu tuổi vậy chứ? Rồi chúng ta nghe cái tiếng nói em nhỏ đó, chúng ta tin thiệt hả? Ông đưa tưởng vào não nó, cái não nó bung lên cái câu chuyện đó để nó trả lời lại cho ông. Tôi nói cho ông biết đó. Đúng là ép dẫn dắt bé. Thì cái câu nói đó, cái câu hỏi đó nó vô não nó, cái não nó tiếp nhận được rồi đó. Là nó bung ra một cái liền, là nó lên hình tượng liền, nó trả lời liền tức khắc trong vòng một sát na. Hay lắm đó, mấy con chưa có biết cái chuyển động của não mà đâu. Sư này, sư tu thiền là sư rành cái chuyện đó lắm nào. Khi các con mà bước vô mà nhập định rồi đó không, các con mà lọt vô mà thiền đó không, các con đang trí não của mình khủng khiếp lắm mà, chứ không phải mà bình thường như cuộc sống đời đâu. Thành ra nhiều khi các thầy có thể nói các con nói sư nói dốc hả, nói sư nói dốc hả, nói gì đệ tử sư mới nói, mà đệ tử sư nói cái tụi nó hiểu liền à, tại vì tụi nó biết, con hiểu không? Trở lại vấn đề, sư khẳng định em nhỏ này sư khen. Tốt, đầu não trí huệ tốt, sáng suốt, ít đứa bé nào được vậy lắm, thấy không? Tốt quá, chúng ta bồi dưỡng theo hướng đó để cho Phật giáo chúng ta có được một chủng tử tốt sau này. Đừng chuyển em vào tâm linh là bay, trong khi đứa con nít nó chưa biết cái gì chứ, năm sáu tuổi nó chưa biết nói dốc như quý vị đâu. Rồi quý vị chuyển cái não dốc vô não nó tội nghiệp vô, quý vị phá não nó thế thôi. Rồi mau vào dứt cái nhỏ này đi con. Con cảm ơn sư phụ đã giải thích câu chuyện của bé Tường Lam 4 tuổi. Hiện nay con xin phép sư phụ con dừng video tại đây. Mau vào. Xin chúc thầy.